chinh nhau của chị đâu rồi? Đây rồi. Một ngày làm bảo mẫu cho Sammy White. Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy và các bạn đang theo dõi Vy Talk, phiên bản gặp gỡ những em bé hot hòn hòn hot nhất trên mạng xã hội. Chị Vy. Pamela. Chị Vy. Pamela. Anh hôm nay đi chăm em bé thì mình mang rất là nhiều đồ, mình cái con gấu bông mà nhỏ xinh xinh, rong biển, bút chì, giấy, sách vở, sticker, đồ chơi, một cái thiệp viết tay. Hy vọng là em bé sau này đọc được chữ thì cái thiệp này vẫn còn để hiểu tâm tư của GV. GV yêu Pam. Và chắc chắn là không thể thiếu sữa, sữa để Pam uống. Sữa. Đây là lần đầu tiên mình được gặp bé Pam và cũng chăm bé Pam nên mình rất là hồi hộp, không biết mình có làm được không? Không biết là Pam có chun chu với mình không? Nhưng mà mình sẽ cố gắng dùng hết tất cả những cái kiến thức, trải nghiệm và kinh nghiệm 12 năm trông cháu của mình để chăm Pam yêu ơi. Cố lên. Trước khi chơi thì mẹ sẽ lim giao việc cho gì đi ạ? Cũng rất là đơn giản thôi, nào là đọc sách cho em này, chơi cùng em này, cho em ăn bữa phụ này. Đấy. GV sẽ làm thật tốt đúng không Pam? Trinh ngoan yêu của chị đâu rồi? Đây rồi, đây là ai? Pam. Mình cheers nhau một cái, mình làm quen nhá. Chị hả? Vâng. À không à, không à. Xin chào em bé. Duỗi chân là đúng rồi. Ngoan xin nhau, đến đấy, đến đấy. Jelly cake. Jelly cake. Yêu của con à, đâu chừng. Alo, alo, quý khách ơi. Quý khách có muốn ăn gà xào bắp cải không? Ừ? À, đậu hũ kỳ nhá. Hả? Đậu hũ kỳ, chú. Mình ngồi thiền định với nhau không con? Xem mình ngồi ai ngồi lâu hơn. Đây, leo hoa tay người ta luôn. Hả? 여보세요? 네. 소수나 보는데. 진짜요? Wow, rong biển so good. Rong biển the best. Xin cho mẹ biển. Không bác xin cho mẹ. Không phải hả? Ngon quá này, hay mình bóc thêm một gói nữa nhở? Good job. Đây là quả gì con nhở? Đây là quả gì con nhở? Bác Ngơ. Bác Ngơ, đúng rồi. Bây giờ chúng mình đọc sách nhá. Oh, no. Let's read the book. Không. À không thích, ok. Hay là mình chơi động vật đi. Con gà kêu như nào con? Gà. Con ngựa kêu là đúng không? Có phải con ngựa kêu như đúng rồi. À, con vịt kêu như nào hả con? Quack quack. Đúng. Quack 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 quack. Cá một, cá rốt hai, hai cái. Hai cái. Hai cái. Một cái. Cái. Hai cái. Hai cái. Ba cái. Con không thích ba đúng không? Hai mình. Pam nhìn gì này? Sữa ở trong này đúng không? Pam nhìn chưa? Rồi, hai bạn, Pam ơi. Chiu. Rồi, sữa ở đâu? Giỏi quá, giỏi quá. Pam ơi, milk time. Đây, em hôm nay chuẩn bị sữa cho Pam đủ này. Sữa hộp để uống này, sữa để pha này. Đúng rồi, con làm được, cố lên con. Nó á, con ư. Pamela giải quyết. Con uống nào. Con gái lúc nãy uống sữa ngon không? Sao con gái ngon không con? Ngon không? Con ăn uống cái gì cũng phải nghiên cứu kỹ và rất là cẩn thận đấy gì ạ. Sữa này thì cũng đã được nghiên cứu và đảm bảo chất lượng rồi. Thế nên là dì Vy cũng như là các bạn có thể cho các bạn nhỏ uống để thăng hạng đề kháng cùng Quang Sinh yêu, cùng Nutri Food Sweden Go Plus sữa non Immuneo nhá. Yeah. Bác sĩ Pam nha. Yeah, bác sĩ ơi.
Sản phẩm này có công dụng giúp trẻ X3 sức đề kháng là bởi: thứ nhất, sữa non Immunel đột phá đến từ tập đoàn Sterling Mỹ. Thứ hai là sữa non 24 giờ từ Mỹ, giàu kháng thể IgG. Thứ ba, HMO tăng miễn dịch đường ruột, giảm nhiễm trùng đường hô hấp và đường tiêu hóa, giúp Pam khỏe mạnh, tăng cân và tiêu hóa tốt nhất luôn. Wait a minute. Đây là số mấy? 6. Đúng rồi, 6. 5. 9. Đúng rồi. 8. Đúng rồi. Ý? Cái gì đấy? Có cái gì? 1, 2, 3, 4, 5. Ai ăn nhiều nhất nhỉ? Ai thích ăn trong biển nhất nhỉ? Ai chiều Pamela nhất nhỉ? Mẹ Jalim hay là mẹ Ngân nhỉ? Rất là bất ngờ khi mà mọi người mà xem được cái clip Hoa Sinh Yêu đấy là tự Pam nói chứ chị không hề dạy là đâu hay đây rồi gì cả đâu. Ba điểm mẹ Lim thích ở ba Hải Long. Cẩn thận. Cẩn thận. Gọn gàng. Và chăm con tốt. Wow. Chăm con tốt là 1000 điểm rồi. Ba điểm mà ba Hải Long thích ở mẹ Lim. Nhiệt tình này, tốt tính và xinh. Sao mà nghĩ mãi mới ra ba cái điểm tốt này ấy? Để chọn trong rất là nhiều những cái điểm mà anh thích ở em, anh nói ra ra. Ngại quá đi. Thế là hôm nay em đã làm được gì mẹ Linh nhỉ? Sau khi giao việc theo gì đi thì mẹ Linh thấy là 4 năm nữa mới có em bé là đúng rồi đấy. Vì Vi đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ chơi cùng và từ đầu đến cuối bạn Pam rất là hợp tác, nên là thang điểm 10 thì cho dì Vi 11 điểm. Cảm ơn mẹ Ly, cảm ơn mẹ Ly. Ban gì Vi này, con nhìn này, con ơi, chú đi bám. Một cái niềm tự hào của em đó là em cùng ngày sinh với chị Salim. 21 tháng 8 dương tử, cùng dương tử và cùng ngày 21 tháng 8. Bây giờ thì chị sẽ chúc mừng ngày mai rồi. 30 đấy. Wow, thế là mình còn 4 năm nữa. Có một em bé. Không phải. Lấy vía. Yeah, tuyệt vời. Lấy. Gì Vi có xinh không? Xinh.